người nhá. Hôm nay em mình đi tan số ông khoái. Tại là đi đường nổi đường rồi, không biết có chiến được không hay là nó lại đuổi. Xin chào các bạn nha. Mình với Út đang đi để bắt tổ ong khoái các bạn ạ. Thời tiết rất là nắng luôn. Hy vọng hai anh em hôm nay sẽ kiếm được cơ số mật về để cung cấp cho anh em, cho các bác. Đấy, bây giờ mời các bạn theo chân anh em bọn mình nhá. Đây, hôm nay có cả anh Lan đi cùng. Rồi. Anh Lan thi thoảng là hay theo anh em mình mấy chuyến rồi đấy. Nắng nha anh nhờ. Càng đấy. Mệt phết nhỉ Út nhỉ. Trời lúc nắng lúc mưa. Mà hôm nay nắng rát thật. Lâu lắm không đi vào cái đoạn đường này. Được, quy hết. Lâu chả có người đi đâm ra là đường ha, hoặc cỏ hết rồi. Đấy, chạm mà nghỉ chân thứ hai. Khá là mệt các bạn. Nên dừng mát thật nhưng mà mới nay anh em ở nhà gặt lúa, đâm ra là sức khỏe hao thì phải gánh lúa nhiều. Làm một trận nghỉ nữa thì sẽ đến tổ ong khoái. Bên này không có. Chắc anh không để ý. Trong này dạo này chắc nhiều đồ ăn rồi nhỉ. Chả thấy có dấu chân lên mấy. Bên trong cái thùng ấy. Cái thằng con kìa. Ui này. Kinh không? Lên đấy. Chưa thấy ong á? Hay là chạy rồi? Thì đang thấy. Thằng đây nhìn rõ. Rồi, nhìn thấy rồi. Em nhìn thấy rồi. Mỗi năm là nó hay làm đây. Cái chỗ lưng đá bằng nghỉ đấy. Chỉ thấy sáp nó rụng thế thôi, không thấy nó. Vâng. Đây, ba anh em bọn mình đã đến tổ ong rồi nhưng mà nó đang vướng rất nhiều cây giang. Cho nên là có khi các bạn chưa nhìn thấy ngay được. Khả năng sẽ phải leo theo cái lớp giang này. Không trèo lên đây. Quan căn bản là nó có cái cây giang này anh này. Nó dễ. Tổ ong thì đã ở theo cái cây sung này. Mình đang lựa một cái góc nào cho các bạn xem trước. Ở bên trên này này. Nó có một cành đưa ra đây. Thì nó ở theo cái cành đấy. Cái hướng này thì mọi người nhìn thấy rõ hơn này, chính là cái chỗ đen ở giữa màn hình đấy. Nó đang nhấp nháy đấy, máy mình zoom hết cỡ rồi nó chỉ đường này đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, ong khoái chỗ đấy. Cây này khoảng 40 mét. Ở trên một cây sung các bạn ạ, ở khu vực rừng giang. Đấy. Làm nước trước khi trèo ong nhé các bạn nhá. Tại vì là chuẩn bị leo núi nhá. Tận trên kia kìa. Khói đúng hướng luôn đấy. Ôi là khói nó lên rã rồi. Chạy hết rồi. Ui nhiều mật thế. Ui nhiều mật lắm. Ui. Cái bờ mật trắng xóa kia kìa.
Wow, ui. Đẹp phết đấy. Đây may là nó có cái cây mấy cái cành giang này, này mình sẽ bám theo mấy cành giang này. Nó ngửi thấy anh rồi. À, mình đã lên đến rồi các bạn ạ. Chỗ này cái túi này các bạn này, nó không có cái cài máy quay. Thế đâm ra là không quay được cho mọi người xem cái quá trình anh em trèo, nhưng mà được cái là nó có ở theo cái rừng giang các bạn. Đây, bám theo những cái cây giang này. Ok, nó cứ cho khoái lên đi. Giờ là sẽ lấy mật thôi. Ong đây các bạn. Bỏ mật đây. Bỏ mật này dã man phết luôn ạ. Ui giời. Đấy, ngoài anh em ra ít. Bánh tổ. Xả kỹ rồi. Ông bây giờ đi. Nó vào chính vụ rồi. Đó. Cắt nhanh. Còn nó đây. Giáp mình để lại nha anh em nhé. Để nó sao lại. Quên bánh tổ luôn. Hả? À, sướng thật. Quá đã luôn. Hả? Bây giờ phải tắt máy các bạn ạ. Tắt máy mới cắt được, bởi vì là mình không có cái cầm. Đây bên này đây. Có một to dã man luôn. Đấy, cắt. Rơi một miếng phải không? Đã ok. Được cả. Đưa dao luôn nhá. Kệ nó. Đây anh em. 15 cân. Bây giờ còn cái sáp này đi để lại các bạn nhé. Mười lăm cân luôn ạ. 15 cân. Ủa này. Nói chung là làm một mình các bạn đâu ra này.
không có quay được cảnh đẹp cho mọi người xem. Chủ yếu là lấy cái mật này xuống đã. À, một tí nó lại đậu kín vào thôi mà. Tí lại đậu kín vào. Còn một ít nữa. Ui đây, này cho miếng mật rơi xuống này. Đấy. Còn nhiều phết đấy, để cho nó ăn mình cắt hơi. Đây, mình cắt còn ít thôi. Và để lại cho nó ăn thôi. Sát rồi. Lấy xong mật rồi mọi người ạ, bây giờ xuống, đang xuống nha. Con mẹ nó lại bậu ác rồi. Cho cái ấy, cập bến an toàn nha. Từ từ nhé. Từ từ nhé. Đây. Từ từ nhé. Rồi 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 rồi. Rồi, thả đây, thả đây. Yeah. Wow. Cái này lại phiền quá đi. Sắc khó. Thành công rồi anh em ạ. Ui. Sợ thật. Nó không ạ. Nó không có quạt. Ui, mình rách cả quần luôn. Đấy, tung cả quần rồi. Cứ tưởng rách áo. Thế quần nó mục hết. Đấy. Xong nha anh em nhá. Giờ là xem thành quả. Xong đây. Anh em nào thích, có nhu cầu cái loại nguyên bánh này. Ui. Ấy. Wow, sướng chưa? Sướng nhá, mật đầu mù ấy. Sướng nhá. Đã ôm 6 cân, tầm 6 cân. Nhẹ. Này mật mà. Này mật. Ừ. Đây. Cho cái này lên. Đã chưa? À. Khỏi mạnh nhỉ. Biết nào được. Ủa, cháy là chết. Út thì đi xuống tận dưới kia rồi. Anh Lan thì do là sợ nó đốt các bạn ạ, đâm ra là đi chạy rất là xa. Chạy khá là xa tận dưới từ chân rồi. Bây giờ anh em sẽ về vắt mật, rồi đóng chai, rồi chuyển đi cho các bác cũng như là các bạn. Thực ra cái mật ong khoái thì mình cũng chia sẻ rất là nhiều với các bạn. Mình thấy rất nhiều, anh em thấy cũng nhiều, nhưng mà số lượng mình bán đi được ít đấy. Nên là anh em mình ít khi trèo lắm, thi thoảng những cái tổ rễ thì mới trèo thôi. Năm nay nó là như thế. Bên dưới này cũng còn một cái tổ nhỏ nhỏ, chắc tầm khoảng ra bữa nửa tháng nữa thì mình sẽ trèo tổ mật này. Bây giờ nó còn nhỏ khoảng bằng cái mâm thôi. Anh Lan chạy tận đây. Người ở chỗ bên dưới gốc quẩy ấy, đi bên. Trải gốc khe không? Quay lại vẫn nhìn thấy. Mệt. Anh hộ em tí. Mà dính mấy phát vào mặt đâu ạ. Cơ bản là nó cái lúc mình tì vào cây ấy, anh ạ, mình tì vào cây thì cái lưới nó sát vào mặt ấy, nó xuyên thủng. Anh đi trước đi, anh đi trước, anh cứ đi trước. Vâng. Đang ở mà thấy nó vẫn không cần rồi, vẫn thấy nó trước mặt rồi. Ừ. Bỏ chạy, 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 chạ
Em dính mấy phát ở bụng, mấy phát ở mặt, mấy phát vào cái tay nó kiểu gì mình không đốt hai găng tay ấy, áo nào áo nó vẫn xuyên được anh ạ. Không phải cái đấy là nó không phải là cái xuyên. Mình tắm tắm ở đấy mình ép vào rồi nó lại chạm vào mình ấy. Đấy. Thì không chưa cả thế. Ôi. Thấy mà. Nó làm này ạ. Ôi. Đi về thôi. Không đau rồi. Cơ bản út hôm nọ dính cái tổ kia út he. Thấy cái tổ ong khoái mình cảm giác như mình thấy cái bầu mật của nó, mình thấy nó đã, mình sướng ấy. Mình rất thích trèo nhưng mà cứ thấy ong là mình lại thích trèo, hứng thế. Thảo nào có những anh em người ta đi khai thác mật ong người ta nghiện, thấy tổ nào trèo bằng tổ được tổ đấy luôn. Đây các bạn ơi, cái mật hai anh em vừa đi lấy về đây. Bây giờ chuẩn bị treo cho nó tự chảy xuống rồi. Đây. Đấy. Chắc khoảng tiếng 2 tiếng nữa thì nó sẽ chảy hết đầy vào cái can 10 lít này. Ở đây mình có đặt sẵn một cái can mật, cũng là mật ong khoái các bạn ạ. Mình lấy cách đây 1 tháng. Các bạn nhìn thấy cái màu mật với cái thời điểm mật mình lấy bây giờ đây, nó khác nhau hoàn toàn nhé. Nên là tí nữa thì mình sẽ mang, khi mà nó chảy xong ấy các bạn ạ, mình sẽ mang ra ngoài nắng để cho các bạn với các bác nhận diện nó rõ hơn là tại sao mật có thời điểm nó vàng óng, có thời điểm nó vàng đục, có thời điểm nó lại màu như màu cánh gián như này. Đấy. Đây nha các bạn nha, cái chỗ này nhìn cái màu đỏ đỏ này là cái ánh mặt trời nó chiếu vào ấy. Thì cái tổ ong buổi sáng hai anh em đi lấy thì bây giờ nó đã chảy coi như là hết rồi đấy, còn nhỏ giọt từng ít thôi. Và bây giờ mình sẽ mang cái bình mật ong này ra ngoài này để so sánh cho các bạn xem cái với cái mật mà mình lấy cách đây 1 tháng nhé. Đây là bình mật ong vừa đi bắt về này. Còn đây là cái bình mật ong vắt cách đây hơn 1 tháng. Các bạn nhìn cái phần về cái màu sắc nha. Thì cái này nó vàng hơn này. Còn cái này thì màu nó sẫm hơn này. Đấy, đây là mật vào giữa khoảng tháng 4. Còn đây là mật đầu tháng 6. Cho nên là khi mà các bạn mà nhận được mật ong ấy thì là ở cái thời điểm nào thì cái mật màu mật nó sẽ như nó sẽ khác nhau. Đấy. Thế còn thứ hai nữa là do cái phấn hoa nữa các bạn ạ. Phấn hoa do cái màu hoa của cái vùng mà con ong nó làm tổ ấy thì nó cũng quyết định cái màu mật. Cái thứ ba nữa là thời điểm lấy mật nữa. Đấy các bạn nhìn này. Đấy. Màu mật hoàn toàn khác nhau. Thế thôi, mình có một cái video ngắn ngắn chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Mong các bạn ủng hộ anh em bọn mình mật ong rừng, mật ong khoái.